Ôi dồi ôi, game mới khủng gì mà vừa mới vào nhìn thấy cái hình kinh như này. Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Ngày hôm nay thì hiện tại đang là khoảng tầm gần hơn 5 giờ chiều. Và cũng là cái thời điểm mà cái con game Scorn này nó vừa mới ra mắt trên Steam xong. Cho nên là tôi đã ở ngay đây để trải nghiệm, và cũng qua đó để gửi đến anh em cái nhìn nó chuẩn xác nhất về tựa game này. Chắc là về cái con game Scorn này ý, thì tôi đã từng xem, và anh em chắc đã từng xem cái video trailer về nó cách đây khoảng tầm, tôi nghĩ phải tầm 2 năm rồi. Và chúng ta đã chờ đợi rất là lâu đến khi mà nó ra mắt chính thức. Đây là một cái tựa game mà anh em nhìn anh em sẽ thấy cái phong cách của nó gần giống như kiểu là cái phong cách trong Alien ấy, Alien ấy, con quái vật Xenomorph ấy. Đấy, bởi vì là cái phong cách thiết kế trong con game kinh dị này nó thuộc cái thể loại nó gọi là cơ sinh học, tức là những cái cơ thể nội tạng mà kết hợp với cả máy móc tạo nên một cái phong thái, một cái phong cách đồ họa nhìn nó cứ kinh kinh tởm tởm ấy, đúng không? Đấy, cái phong cách này thì do một cái ông nghệ sĩ người Thụy Sĩ có tên là HR Giger thì phải, nếu tôi không nhầm. Đó, và sau đó được áp dụng vào trong cái dòng phim điện ảnh Alien. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào xem như thế nào nhá. Tôi nghe nói là game kinh lắm. Thế tôi trước với anh em nhá. Những anh em nào mà đang có bầu hoặc là các chị em nào mà đang có chồng có thai thì tốt nhất là đừng nên xem nhá. Game thì có vẻ ghê lắm, kinh dị kinh lắm. Nó không phải là kinh dị theo kiểu máu me bình thường đâu anh em ạ, mà nó tởm nhá. Ok, rồi. Game vừa ra nóng hổi, vừa thổi vừa chơi, chiến thôi. À, trò chơi mới đây anh em sẽ thấy có một cái điểm rất đặc biệt là tựa game này có tiếng Việt anh em ạ. À, nó thực ra nó có rất nhiều thứ tiếng khác nhau, bởi vì cái quá trình Việt hóa chuyển ngữ của nó cũng đơn giản thôi. Game sẽ không có bất kỳ một cái đoạn hội thoại nào, sẽ không có bất kỳ một cái kiểu chữ chiếc gì cả. Đấy, cho nên là nhà phát triển họ cũng làm cái việc chuyển ngữ nó khá là đơn giản, nên chúng ta cũng có tiếng Việt ở đây. Thế là ngon rồi, cứ có tiếng Việt là ngon rồi, đỡ phải chờ Việt hóa đúng không? Rồi, vào. Nhập vừa vạn của anh nào nằm ngủ nhìn trông ghê nhỉ. Đừng có bảo đây là nhân vật chính của chúng ta nhá. Ê, ôi ôi, mày đây có khi đúng nhân vật chính của mình rồi. Mày cứ tưởng là cái ảnh ạ, à, hóa ra là hình 3D. Ôi khiếp, nhìn trông răng còn lòi cả ra luôn, không có môi luôn. Ê, là sao? Mình là xác chết à? Hay là mình là một cái kén hay là cái gì? Ôi ôi, ôi trời ơi. Đây, đúng đúng mình rồi, đúng mình rồi, đúng mình rồi, đúng mình rồi. Khiếp. Cơ thể như kiểu vừa mới thoát ra từ một cái bào thai ý. Gì đấy? Sao tự nhiên chuyển cảnh liên tục này? Sao lúc thì ở ngoài, lúc thì ở trong? Nhìn cái chỗ này trông nó cứ nhão nhoét, nó cứ vậy. Đấy, ra ngoài này còn đỡ, cái này như kiểu sao hỏa ấy nhỉ. Ôi ôi, ôi, đồ trời à, đeo game đeo vừa vào như đồ trời này. Tức là mình tỉnh dậy ở trong hang, sau mình bò ra ngoài hang, sau mình rơi xuống một cái hang khác. Cái này là Phan Mu mà, cái này là Phan Mu đây. Đúng Phan Mu rồi, tỉnh dậy bò ra khỏi hang ấy, xong vừa bò ra khỏi hang nhìn thấy sáng mặt trời được một tí chúng ta lại rơi vào hang. Như vậy là mình rơi xuống cái hang nhá, không biết tại sao nhưng mà trên đường bò đến cái tháp, trên đường bò đến một cái tháp là tự nhiên bị rơi xuống. Còn tại sao thì tôi không biết. Rồi, bây giờ tôi đang ở bên trong một cái cơ cấu mà nhìn đúng như kiểu phi thuyền của những cái người ngoài hành tinh ấy. Đấy, mà chúng ta là người ngoài hành tinh mà. Tôi quên mất, mình lại cứ bảo là đây là phi thuyền ngoài hành tinh, mình là người ngoài hành tinh mà. Mình phải người trái đất đéo đâu. Ủa, đồ họa đẹp phết anh em ạ, mà đồ họa nhìn đẹp phết, nhìn trông làm kỹ nhìn trông nó cứ ghê ghê ấy. Gì đây, cửa này như nào đây, mở thế nào đây, cái gì đây, cái này là cái gì? Game cha có chữ chiếc heo cha yêu làm à, chắc là kích chuột. Nên bị thiếu cái gì đấy ở đây thì phải, tôi chưa mở cái cửa ấy ra được rồi, đi đường này đã. Trước xem cái trailer của game Scorn này thì tôi thấy là những cái loại súng của nó ấy, nó không phải là cái kiểu súng mà chúng ta hay sử dụng đâu. Nó là một cái tựa game kinh dị FPS bắn súng, có cả giải đấu luôn. Nhưng mà các cái loại súng, các loại vũ khí của nó ấy, nó không phải là các loại vũ khí như chúng ta thường thấy ở ngoài đời.
kiểu những loại vũ khí ở trên trái đất ấy, mà nó còn là cái loại vũ khí mà kiểu kết cấu cũng từ những cái cơ, những cái xương sinh học ấy, kinh lắm. Ủa đây là đâu? Nhìn trông như cái lò phản ứng này, ruột gan phèo phổi dây dợ gì kinh này. Tôi không biết, tôi cứ đi đã. Cái này chắc chắn là mình, cái này chưa chắc là phi thuyền, cái này là cái tháp đúng không? Cái này giống kiểu căn cứ. Nếu mà anh em có xem cái dòng phim Alien với lại cái dòng phim Prometheus ấy, thì anh em cũng biết là phi thuyền người ngoài hành tinh, cái kiểu kiến cấu trúc người ngoài hành tinh ở trong cái bộ phim đấy nó kiểu như này mà. Cái gì đây? Mày đường lên thiên đàng à? Ui nhìn trông dị nhờ. Mày nhìn trông dị vãi. Cửa này là sao? Không mở được. Anh em có muốn cho tiếng game to thêm tí không? Để tôi cho tiếng game to thêm tí nhá. Cho lên mắc âm thanh nhá. Đâu nhỉ? Âm thanh đây rồi. Mắc âm thanh nhá. Rồi. Cho cái âm thanh to lên một tí, mấy khi có con game kinh dị phong cách nó ghê ghê như này đúng không? Cho to to thêm tí. Nào đi. Vậy lẽ chỗ này không phải là thang à? Ô. Cái này có phải là ruột người không đây? Nào đi. Lâu lắm rồi mới có một cái tựa game kiểu dạng nó phong cách của bạn nó kỳ lạ như này. Những con game bắn súng khác chúng ta chơi nhiều quá rồi đúng không? Nào là Call of Duty, nào là Battlefield, rồi là thay đổi một chút thì là kiểu robot bắn nhau. Riêng con này thì phong cách nó khác hẳn. Đây rồi. Phong cách cơ sinh học anh em ạ. Nhìn có tay trông như kiểu bị ghẻ ấy nhở. Không, cái này không phải là bị ghẻ mà giống kiểu bị chóc da ra ấy, như kiểu bị bỏng ấy. Ôi ôi. Ôi sao? Ôi vào đây tôi làm cái gì? Cái gì đây? Cái này là cái gì? Tôi nhìn trong vệ vòi nước à? Kèn kèn kèn. Kèn 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 kèn. Úi giời ơi. Nào. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Anh ơi, thả em ra. Hả? Ồ. Cái gì đấy? Smartwatch à? Ồ. Vũ khí của Assassin's Creed anh em ơi. Thanh Hidden Blade của Assassin's Creed. Đây là Assassin's Creed phiên bản người ngoài hành tinh. Đây, cái bồn cầu này anh em ạ. Tôi đảm bảo với anh em luôn, cái này là cái bồn cầu. Đúng không? Nhìn giống bồn cầu lắm. Gì nữa à? Dựa lưng vào đây xong rồi nhưng mà làm gì có lỗ thoát. Cái tay mình như vậy xong mình làm gì với cái tay đấy? Tôi không biết. À đây có cái gì này. Game nhìn trông dị. Cái này sao? Ây da. Ô. Hai tay của tôi đưa vào bên trong có thể điều khiển được cái này luôn. Cái này giải đố hả? Rồi sao? Mở. Rồi. Mở. À, cơ cấu cửa kiếc gớm phết đấy, không đùa đâu. Các anh người ngoài hành tinh, các anh cũng làm nó rắc rối nhỉ. Làm bố cái nút cho nó xong, các anh lại còn phải thọc tay vào bên trong cái này nữa. Mà mỗi lần tôi để ý, không, cái chảy máu kia là cái bởi vì mình gắn cái smartwatch, mình gắn cái Hidden Blade thôi. Chứ còn không bị chảy máu khi mà chúng ta thụt vào trong cái này. Được chưa? Để thoát ra như nào? Ui, chạy, đóng cửa. Nhanh, rồi. Vào rồi. Mà không biết lúc nãy tôi có bỏ lỡ cái gì đằng này không nhỉ? Thôi kệ đi, chứ không có gì đâu. Cái người. Em có anh nào ở trong này không ạ? Các anh ngoài hành tinh ơi, em cũng là người ngoài hành tinh các anh ơi. Các anh đứa thịt em nhá. Đúng. Mẹ chúng phục cái gì ấy? Và không biết, tôi nhìn kinh lắm, không biết. Cái này là cái gì? Ôi trời. Em là người ngoài hành tinh các anh nhá. Cũng may mình không phải là con người. Mình là người ngoài hành tinh vào đây mình cũng đỡ sợ. Nhưng mà con người vào đây chỉ sợ nó ăn thịt tôi thôi. Mình chắc đồng loại nó không ăn thịt đâu. Cái này tôi nhìn giống cả một cái cơ cấu điều khiển gì đấy nhá. Đây này. Như vậy là chúng ta ngồi ở đây, chúng ta sẽ điều khiển một cái gì đấy tôi không biết. Ngồi thử đi. Mấy khi? À không, cái này không phải là ngồi à? Sao không bấm được? Làm sao để ấn?
Chắc phải có cái gì vào đây à? Ờ, ghê béo chả bảo chả biết điều khiển như nào, e ủng hay như nào đấy. Không phải anh em ạ, chịu không biết. Em cơ cấu điều khiển trên này. À, cái tháp này tôi nhìn giống như kiểu bị phá hủy ấy, anh em ạ. Kiểu bị phá hủy rồi. Nó đã bị một cái sự cố gì đấy trong quá khứ thủng luôn cả trần rồi. Còn chắc ngày xưa chắc nó không thủng này đâu. Bây giờ làm gì đây? Cửa này hả? Đây rồi, lại thọc tay vào đây rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, ót. À, khiếp, chọc ót phát hóa ra cái Hidden Blade cái nó chọc vào bên trong anh em ạ. Hidden Blade không phải để chọc người, mà Hidden Blade để chọc vào một cái lỗ. Một cái lỗ nhỏ tí màu đo đỏ ở đây. Thế là sao? Sao tôi chọc vào xong cái cửa cái nó mở ra lại đóng lại là thế nào? Phải có hai người à? Ôi ôi. Phải có hai người rồi. Một người đứng bên này, một người đứng bên kia thì nó mới hoàn thành được cái đấy. Thế xong bây giờ mình đi đâu? Em chả có nhiệm vụ, chả biết làm cái gì. Nhìn chỗ nào trông cũng như là tôi đang đi ở bên trong cái lò mổ lợn ấy. Ruột gan phèo phổi. Lại cái gì nữa đây? Lại một cái bồn cầu khổng lồ à? Mày lắm bồn cầu thế mày. Cái này giống kiểu ngai vàng anh em ạ. Giống kiểu ngai vàng. Chắc là chỗ ngồi của vua. Ôi dồi ôi. À cái này là thò tay vào thôi anh em ạ. Nhìn cứ như kiểu mình thò cái gì đấy khác vào đây xong bị nó chọc. À, kinh như chứ. Cái này là tôi nghĩ là cần phải có một cái gì đấy rồi. Cần phải có một cái gì đấy để vào trong này. Xong rồi cái cơ cấu này nó mới gãy nào ấy. Tôi không biết. Nhưng mà chắc thế. Kệ đi. Với cái con game này thì tôi... Chúng ta cứ vừa chơi vừa mò đi chứ cũng biết thế nào. Ôi ôi. Lại cái tay nữa. À, dùng cái tay này. Dùng cái tay này thọc vào cái này chăng. Ôi 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 ôi. Rồi sao? À, tức là phải dùng cái này nhấc một cái gì đấy lên anh em ạ. Như kiểu là phải dùng cái này để nhấc một cái gì đấy lên hay sao ấy. Nó lại cọ tay về cái kia làm cái quái gì vậy? Game gì mà khó hiểu vậy? Rồi, tôi hiểu rồi, tức là phải có một cái gì đấy ở đây. Phải có một cái gì đấy ở đây thì phải. Đấy. Rồi nó sẽ lấy ở cái kia đưa ra đây. Hoặc là đưa từ đây ra cái chỗ kia. Như vậy ở đây là không có gì rồi. Chắc là không có gì rồi. Đi tiếp đi đã. Thang máy à? Thang máy, thang máy, thang máy, thang máy, thang máy. Kinh đi chứ. Con này ngày trước tôi xem trailer thì tôi cứ nghĩ là nó là thuộc dạng game hành động anh em ạ. Nhưng mà có vẻ như là nó không phải thực sự là thuộc dạng hành động đâu. Mà nó giống như kiểu là phiêu lưu. Phiêu lưu này, giải đố này. Kết hợp vào cái yếu tố hành động thì đúng hơn. Đây là đâu? Lại cái gì đây? Xe à? Bắt một cái thằng người ở trái đất chơi nhập vai một thằng người ngoài hành tinh. Xong bắt nó phải đi điều khiển những cái thứ công nghệ người ngoài hành tinh thì đỡ sao? Có quái có ma gì mày ra đây luôn đi cho tao đánh nhau luôn đi. Không được rồi, cái này nó thiếu cái gì đấy tao không mở được. Có rất nhiều cửa mà tao không mở được nhá. Đường đi gì nó tí 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 đường này mày. Mày làm game mày phải có ít đường nữa chứ, người ta có biết đường mà đi chứ. Các anh làm game, các anh đã chơi game thần trùng chưa? Cái tựa game thần trùng nó có mỗi cái nhà được các anh ạ. Đi loay hoay nó dễ. Anh chơi em thế này thì à đây là mình đã ở tầng trên rồi. Tức là lúc nãy là mình ở tầng dưới đúng không? Đấy đúng 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 cái điểm nãy mà mình đứng tầng ở dưới luôn, mình nhìn lên luôn. Đút tay vào đây mình sẽ được cái gì? Ây da. Tay à? Ồ. Cái này là giống như kiểu là nó muốn lấy một cái gì đấy thì phải. Giống như kiểu nó muốn gắp một cái gì đấy bên kia. Trứng à?
Đây này, bên này có nhiều cái giống kiểu trứng lắm bên này. Làm thế nào để nó... Đây. Cho nó gấp một cái quả trứng ra là xong, có gì đâu. Cái này như nào đây? À đây, rồi. Đây. Cho quả này vào đây. Được chưa? Hộ tao cái. Gấp hộ anh mày cái, đừng có bảo là bây giờ bọc quả trứng để ra là ra con thì có ra con Xenomốt nhỉ. Ơ? Xong được. À, hình như phải là cái quả trứng mà có ánh sáng cơ anh em ơi. Quả trứng có ánh sáng đây này. Phải quả trứng nào có ánh sáng. Ôi mà từ, hình như là cái quả trứng ánh sáng là có người bên trong đấy. Tôi nhìn thấy có cái tay với cả cái chân rung rung kìa. Vậy cái này không phải là alien đấy anh em ạ. Không phải là bên trong này có con alien mà bên trong có một thằng người giống kiểu giống như mình ý. Đây, từ, phải đưa quả cái ra chỗ khác đã. Đây. Ôi nhưng mà làm sao mà đưa cái này vào được. Từ, phải đưa cái này sang đây. Đúng chưa? Lên. Sang. Từ, cái này có gì đó không đúng rồi. Quả này phải không, nó không đi được tiếp đường này. Tôi phải đưa cái quả kia. Từ đã, đưa này xuống đây đã. Tôi phải đưa hai quả đi đâu đấy anh em ạ. Tôi chắn mẹ đường cái này rồi. Sao mà đưa vào được. Có cách nào đưa ra chỗ khác không nhỉ? Mẹ nó lại gắn liền cái này mới cay chứ. Đây là kiểu giải đố rồi. Từ. Nào, đưa cái này sang đây. Rồi. Kéo cái này vô đây. Không được. Đấy nhở. Nó cái này nó chặn bố đường đi được không, đưa được hai kia sang. Game này đúng kiểu game giải đố rồi anh em ạ. Khó thế. Đúng chất cho chó chơi rồi. Đời tôi cô liêu. Từ đã, hai cục này phải đưa đi đâu đấy. Hai cục này. Toàn chắn đường hai kia thôi. Tao phải giấu được cái này đi đâu đấy. Mà muốn giấu được thì lại phải đưa được hai kia. Này không xoay được nhỉ. Đây, ở kia nó còn hai cái trụ trống nữa kìa. Thế là mình phải đưa cái này ra trước rồi. Không thể nào để cái này ở đây được. Rồi. Đưa cái này vào đây. Ấy. từ
từ đưa cái này sang đây. Không phải. Đúng chưa? Không phải cái nhỉ? À không, đúng chứ. Đưa quả này sang đây. Rồi. Cho cái này xuống. Cho cái này lên. Phải. Cái này vào đây. Cái này vào đây. Cho cục này vô đây. Rồi. Đưa cái này vào đây. Lên đây. Sang đây. Ok, chúng ta đã chuyển được cái cục khốn nạn kia rồi. Chuyển một cục khốn nạn vào đây. Rồi, một cục. Bây giờ tôi phải di chuyển tiếp cái cục tiếp theo. Cứ đưa hết nó về đây đã. Rồi. Cục này là cục tiếp theo. Đấy. Sang đây. Vào đây. Sang đây. Xuống đây. Cục này vô đây. Cục này để hết vào đây. Cục này xuống đây. Di chuyển cái này vô đây. Rồi. Đóng cái cục này vào đây được chưa? Rồi. Bây giờ đưa cục này trước lên đây. Vào đây được chưa? Úi xôi ơi, chuẩn chỉ chưa? Rồi. Giờ thì mày vào hộ tao cái. Lại bảo không vào đi. Lại bảo không vào đi. Ok chưa? Thoát đã. Rồi, mày gấp vào tao quả trứng cái. Cho tách ra sẽ ra cái thằng người kia đấy. Ôi ôi. Nó gấp ra rồi, nó gấp ra rồi. Đưa thằng kia vào kia rồi. Ôi đúng thằng người thật. Ôi ôi khổ thân anh đang nằm trong cái kén ạ. Khốn khổ khốn nạn thân anh, đưa anh đi đâu đây? Thế nó ép à? Ui. Nó đưa xuống tầng dưới. Hiểu rồi rồi, tôi đoán rồi anh em ơi, chúng ta cần phải có thằng này để mở cánh cửa. Anh em có nhớ lúc nãy có cánh cửa tầng dưới không? Chúng ta cần có hai người mới mở được. Nó đưa thằng này tiếp tục xuống dưới kia rồi. Như vậy là chúng ta phải làm là đưa thằng này xuống dưới. Xong rồi dùng thằng này cùng cả mình, chắc là hai thằng có phù hợp với nhau để mà mở được cái cánh cửa bên dưới. Rồi, hiểu. Nhưng mà thằng này là ai nhỉ? Nó cũng là chủng tộc cùng mình à? Tại sao nó lại bị nhốt ở trong cái kén đấy? Tại sao nó không được tự do như mình? I don't glow. Rồi xuống cái này rồi. Xem anh đấy ở chỗ nào nào. Đây cái cửa này. Chúng ta cần phải mở cửa này anh em nhớ. Mà cần phải có hai người. Đó. Cho nên là anh đấy đâu? Anh kia. À thế là cái cơ cấu này rồi. À tôi đoán ra rồi. Cái tay này nó sẽ móc thằng kia xuống. Xong để lên trên cái xe này. Chúng ta mới di chuyển cái xe được. Vậy chúng ta thử chuyển cái xe này không được. Rồi. Kinh phết. Game giải đố gớm phết đấy. Đùa đó.
Anh lên hộ em cái. Ôi giời ơi. Rồi. Chồng anh kia từ từ. Mẹ để anh xuống dưới này cái, mình xuống gần mình nhìn anh cái xem mặt mũi anh như nào, trông khổ lắm. Anh ngồi vào cái bồn vệ sinh của em cái. Rồi. Ô. Ôi giời ơi. Khiếp, em chào anh. Ôi nhìn trông anh ý trông kìa. Ô, tay anh ý vẫn còn nắm vào đây này. Trông mắt trông có vẻ có gì đó muốn van xin mình lắm. Thằng này là, tôi hiểu rồi anh em ơi, thằng này giống như kiểu là như nào như có quái thai ấy nhở. Ôi, nó giống như kiểu là chưa được hình thành cơ thể hết ý. Cảm giác kiểu vậy. Giờ đưa đi đâu? Em đưa anh đi chơi nhá. Em đưa anh đi chơi với em nhá. À đưa sang cái này à? À đây có cái gì đấy này. Chắc là mình sẽ gỡ ra cho nó chăng. Chắc mình phải phá cái kén bên ngoài ra cho nó ra. Thằng này mà tôi nhìn cái người của nó bị... Ôi ôi, búa đập kén. Máy soi à? Ui vãi. Cái gì đây? Cái gì đây? Nó vừa dập cái gì đến người anh này đấy? Ôi anh ơi, chịu khó tí anh ơi. Chịu khó tí anh ơi. Khổ thân anh. Bị nó cắm cả cái này lên trên ạ. Nhưng mà nó cắm đấy để làm gì? Đẩy nó đi đâu tiếp đây? Bọn này được cái nhìn cái con mắt trông mắt trông người phết nhở? Đấy, trông cả người thì trông rất là kinh, mà riêng con mắt trông khá dễ thương nhá. Riêng con mắt trông khá dễ thương. Anh từ. Hình như là mình phải đưa nó vào trong này thì phải. Tôi đi vào đây xem có cái gì không đã. Hình như mình phải đưa nó vào trong cái đường dây trong này này. Cái gì đấy? Đúng rồi. Phải đưa nó vào trong này rồi. Cái đường dây này tôi phải làm ra đấy để chuyển cái đường dây vào đường kia thì mới được. Từ, phải có cơ cấu gì đấy. Chuyển cái đường dây vào trong đấy thì mới được. Thử lên trên này xem nào. Ok. Gì đây? Ấy da, quả trứng à? Ôi ôi. Kinh đi chứ. Đây là một camera anh em ạ, giống kiểu là một camera ngoài ấy. Đấy, mình có thể đứng kia mình nhìn luôn toàn bộ camera chỗ này luôn đây, cái điều khiển đây. Điều khiển cái đường dây đây. Nếu tôi không nhầm này điều khiển đường dây cái xe kia của mình đâu nhỉ? Đây cái xe kia kia. Đây, phải vặn cái đường dây này. Vặn đường dây này à? Đúng nhỉ? Đây đây, vặn đường dây này chứ. Vặn đường dây này chứ. Rồi. Còn cái này là sao? Rồi. Kinh phết, hệ thống camera người ngoài hành tinh gớm phết. Nhưng mà bọn em trái đất bây giờ bọn em xem camera bọn em chỉ cần có cái iPad trên tay được luôn anh người ngoài hành tinh ơi. Công nghệ của anh vẫn còn là hơi cổ lỗ sĩ nhá. Công nghệ bọn em bây giờ mà em có cái iPad mà em có thể view, hoặc là em có cái điện thoại di động em view ở đâu cũng được nhá. Ai lại còn phải thế. Ai vào đây. Đấy, lúc nãy tôi đi vào trong này tôi thấy có cái gì đấy gấp gấp mà. Mình phải đưa con này vào trong này.
Anh chịu khó tí anh nha, em sẽ gỡ ra cho anh. Ồ, không có gì đau đớn cả đâu. Hơi đau tí thôi, không sao đâu. Rồi. Bây giờ mình mới gấp. Đây đúng không? Đấy, chuẩn chỉ luôn. Gấp. Lấy trứng ra đặt lên trên cái chỗ kia, chỗ ngai vàng kia. Rồi. Ở kia có cái gãy gãy kìa. Như giống kiểu cái gãy gãy, chắc là để gãy thằng này ra khỏi cái đấy chắc. Ok, anh ngồi đấy nhá. Chồng. Chồng anh, chồng. Chồng. Rồi, cái này chắc là... Ôi ôi. Úi dồi ôi, nó nãy. Úi dồi ôi, úi vai. Khổ thật anh. Làm sao anh đâu rồi? Ơ? Thế thế nào anh ở đâu rồi? À, lấy được cái tay của thằng này anh em ạ. Tôi lấy cái tay của thằng này rồi. Ra ngoài mình nhét vào trong cái máy kia là mình sẽ đi được. Khổ. Đây. Chắc là một bên là cho cái tay này vào bên này. Khổ thân anh. Ơ, có được đéo đâu. Là sao? Hay bên này? Ơ. Thế mình cầm cái tay đi đâu? What? Cái tay này không vừa anh em ạ. Giờ sao? Ô, còn chỗ này nữa này. Chỗ này cũng giống như cái chỗ kia này. Có cưa luôn ạ. Gì đây? Ôi ôi. À, rồi. Mình phải chập cái này trước. Chập cái này trước. Xong mới mang sang kia để gì được. Game lắm trò lắm. Được chưa? Chọc tao cái. Ok. Ô tô kê. Tay này vào đây. Ngon ngay. Chuẩn chửi. Mà nghĩ lại vẫn thấy thương anh kia anh em ạ. Khổ không anh bị gãy bẽ đầu rồi. Cho nó gãy anh cho anh xuống thùng rác. Không lẽ lại cái tay thằng này nữa à. Ôi khổ. Rồi. Giờ sao? Ma quỷ ra đây luôn đi. Alien ra đây luôn gặp tao. Vả vẩn vả vẩn. Đi đây. Tôi lên thang máy rồi. Nó đưa tôi lên tầng trên rồi. Bọn kia tôi đoán nó giống như kiểu nô lệ anh em ạ. Mấy thằng kia chắc là kiểu nô lệ. Mình là người được chọn chosen one anh em hiểu không? Có mấy thằng kia chỉ là thể loại nô lệ. Không chuốp. Không chuốp. Ở đây nhiều người chết lắm. Ui vãi. Anh ấy chết chưa? Chết rồi anh em ạ.
Cứ tưởng còn sống, kết bạn cái. Mình bây giờ giống kiểu Robinson, Crusoe ấy. Chỉ muốn có được một cái người bạn. Cái này là cái gì đấy? Ê, sao lắm người chết này? Cái này tôi nhìn giống như kiểu, nó là cho đúng nhở? Cái này giống như kiểu là hỏa thiêu ấy. Giống kiểu bọn phát xít ngày xưa ấy. Lò thiêu người ấy. Ghê vãi, là cái này là cái để cái đường ống nó sinh. Ghê vãi. Cảm giác như kiểu những cái người chết ở đấy chỉ là một cái công cụ để chúng nó rút. Chúng nó rút hết sinh lực xong chúng nó thải đi giống một cái giống như là một cái rác thải ấy. Ở đây phải có cái gì để đút vào. Con game này thể loại giải đố nha, nó không, nó rất là chậm rãi. Đây là trứng à? Ôi trứng rồi anh em ơi. Mẹ, cái này chắc chắn là trứng của Alien rồi. Phải trứng Alien đây không? Mẹ vào mẹ tổ của con Alien Queen rồi. Mẹ, rồi sao? Mẹ đừng có nở ra nhá. Nói thế chứ các chị em nhìn thấy mấy cái hình này chắc là cũng thích lắm ý. Làm nào vào được cái chỗ này nhở? Game chả có nhảy nhót đéo, chỉ có đi bộ. À đây đây đây, ơ không được, không đi được. Cái phòng này giống kiểu phòng điều khiển nhá. Tôi phải làm nào để vào được cái phòng điều khiển đấy nhá. Đây chỗ này chắc điều khiển đây. Cái gì đấy? Drone à? Ấy da. Quỳ rồi. Drone à? Lắp ráp như Pac-Man luôn. Xong rồi chắc đưa ra bên kia, lắp nốt vào bên kia. Rồi. Ôi xôi ôi, công nghệ gớm phết đấy chứ đùa đâu. Rồi, sao chọc tay vào đây tiếp à? Ây à. Ô, nó đẻ ra trứng rồi. Cơ cấu để mở cửa. Hiệp. Các anh người ngoài hành tinh nhiều khê quá. Muốn mở cửa anh làm cái nút mở đi cho nhanh nhỉ anh em nhỉ. Làm mẹ cái nút mở đi cho nhanh. Âm canh lại còn chơi thế này. Lâm chuyện. Gì đây? Đến đây xong làm quái đây còn đường nào để đi nữa? Sao nó mở cho mình lên đây làm gì nhỉ? Lên đây làm gì còn đường nào để đi? Hình như là phải có cái gì để cho ở đây chăng? Vậy là mình phải tìm một cái đường khác. Không thể là cái đường kia được. Để thử quay lại đường trên này xem nào. Quay lại cái đường trên này cái xem nào. Cái này sao? Không đút được, cũng phải có một cái gì để đút vào. Không biết phải đút cái gì. Câu trả lời này xin cho anh em nhá. Đút cái gì cho anh em trả lời nhá. Tôi chịu. Đã biết là phải đút cái gì. Ờ à, đúng rồi mà. Đúng hôm này rồi, đúng hôm này rồi. Ra ngoài này đây, quay lại chỗ cũ đây. Đúng không? Ồ cái gì đấy? Hay là cái gì? Ồ. Súng à? Đây rồi, khẩu súng đầu tiên của tôi đây rồi. Ui xôi ôi. Kinh ô. Súng trong này tôi bắn như tôi nói với anh em mà nó không phải là cái thể loại súng mẹ bằng sắt bằng thép mà chúng ta vẫn gặp ở trên trái đất đâu, mà loại súng này nó được cấu tạo cũng từ những cái xương với cả cơ. Kia là đạn à? Dùng để bắn à? Bắn thử cái xem nào. Ôi ôi.
Hay già, kinh đấy chứ. Quả súng ác chiến. À, dùng cái súng này để đút vào cái kia. Đúng rồi, chắc là phải có khẩu súng này mới đút vào trong cái cơ cấu kia được. Đúng là đút súng vào thật anh em ạ. Nãy chúng ta vừa mới bảo đút cái này vào phải dùng cái gì, đút phải dùng súng thật chứ gì nữa. Đút súng vào đây đúng không? Rồi. Xôi ôi. Cái gì đấy? Cái này là cái gì? Drone à? Ôi ôi. Ôi ôi. Hệ thống vận chuyển hàng hóa à? Tôi cũng nhau biết nó vận chuyển, nó đưa đi đâu ấy, nó đưa đi đâu ấy. Để xem nó đưa cái đấy đi đâu. Em chào các anh. Mình có phải bắn cái này không nhở? Ô, bắn được anh em ạ. Tao không biết mày là cái gì, nhưng mà tao muốn thử nghiệm súng của tao. Tao cứ bắn mày, mà dù tao không biết mày là cái gì. Thôi nhở. Cái bắn. Ui. Ô, không được nhé, thảm nào mình phải bắn ra đúng rồi. Mày xem đây này, tao định tha chúng mày để lấy good ending, mà chúng mày dám bố láo với tao. Súng với chả ống nhìn trông có vẻ kinh mà có bắn ra đạn đéo đâu. Bắn ra cái mồm. À, hiểu rồi. Đấy. Ta di chuyển cái này ra lấy cái quả trứng ở đây. Ok, di chuyển cái này ta lấy quả trứng ở chỗ này. Lấy hộ anh cái. Okay. Rồi, lấy trứng đi. Rồi, lắp lên trên kia. Rồi ta mới mở được cái cửa tiếp theo. Đúng không nhỉ? Tôi quên quá rồi. Có đúng là cái quả trứng đấy để lắp vào chỗ kia. Ôi, chơi quen mẹ rồi. Nhớ nhớ là cái chỗ này phải làm như nào anh em. À đây bên này. Khổ. Đầu óc anh em thông cảm, giờ già rồi. Tiếp thu nó chậm. Được chưa? Phát thứ hai. Rồi chúng ta sẽ mở được cái cửa thứ hai nhờ cái này. Như vậy là vẫn còn một cái cửa nữa phải mở. Ok. Mở cửa đấy. Rồi. Cửa đây đã mở. Nếu tôi không nhầm thì có khi là vẫn còn cái cửa nữa đây này. Vẫn còn cái cửa nữa đây này. Vấn đề là lấy ở đâu ra một cái quả trứng nữa. Cần phải có mấy quả trứng nữa. Đây là cửa thứ hai. Lại tịt đường rồi. Lại tịt đường rồi. Tôi cần phải lấy thêm mấy quả trứng nữa. Vấn đề là quả trứng nữa ở đâu. Trên này vẫn còn con chưa bị bắn này. Rồi bắn nốt đi. Ô, mày đừng có xịt tao nhá. Khốn nạn đừng có xịt tao nhá. Khốn nạn mất dạy đừng có xịt tao nhá. Mày xịt ông giết mày đấy. Hay là phải sang đầu bên kia nhở? Đầu bên này có một cái rồi. Từ. Có khi là đầu bên này chăng? Đây đây, bên kia có cái cửa kìa. Chắc là mỗi một. Cái này là chỗ mình lấy súng rồi. Tôi nói là phải sang bên kia để lấy thêm mấy cục nữa. Đúng nhỉ? Phá thử cái này xem nào. Mày! Không được. Đây. Đóng vào đây. Biết ngay mà.
Đấy, lấy thêm một quả trứng nữa. Nhìn quả trứng này nhìn cứ quen quen nhỉ anh em nhỉ. Là anh em có giống tôi không mà tôi nhìn quả trứng tôi thấy quen quen. Rồi, nó sẽ lại đưa ra cái chỗ kia đấy. Bây giờ tôi quay đấy là xong. Đi đường này lại bắn, lại phải bắn mấy thằng này rồi. Bắn nhau mấy thằng này rồi. Mày lá với anh cả em, mày xịt anh cả. Xịt ơ trượt. Xịt anh này. Mày xịt đấy. Xịt tao cái. Xịt anh mày này. Mày xịt nữa đấy, xịt độ tao cái. Xịt này. Bốn áo bốn nếu ngoài. Rồi có quả trứng ở đây rồi. Hạ xe xuống đây. Sang đây. Rồi lấy trứng của anh cái. Cái này là trứng đâu cùi anh em nhá. Trứng đâu cùi. Đây. Bỏ cái này vào đây. Cắm vào mở nốt cái cửa nữa. Đấy. Mở. Tốt. Cái này giống như kiểu nó hút máu của mình ấy. Mấy cái đường dây nó giống như kiểu là dây dây mạch máu nó hút máu. Ui sao nổ rồi. Ơ thế điếu nào. Sao đây. Hỏng à. Của con gì nó bỏ ra đằng kia đấy. Ôi dồi ôi, cái gì nó bắn vào người mình ý. Cái chất dịch gì nó bắn vào ý. Acid à? Cái gì đấy? Mày cứ nhìn nhìn trông kinh thế. Cháo lòng à? Nhìn như cháo lòng. Sử tô. Game với chả gủng. Ôi ôi. Tôi đang ở đâu đây? Mình bị bắt à? Không không, đây vẫn là cái cháo lòng lúc nãy nó phủ đến người mình thôi. Sao trên người tôi lại có cái dây rốn là sao? Mình đang ở trong kiểu giống ở trong trong bào thai à, trong tử cung à? Củng tư rồi. À không, đây là một đứa khác. Nếu tôi không nhầm, đây là một đứa khác với cả đứa nhân vật chính lúc nãy. Đứa lúc nãy chắc là chết rồi. Đây này. Có khi chính là cái anh này này. Lẽ nào chính là cái anh này là anh lúc nãy mình vừa điều khiển không? Ông lại chết rồi. Chúng ta chuyển sang một cơ thể mới rồi. Chắc là nhờ anh kia mới cứu mình dậy đấy. Đây giống như kiểu là chạy tiếp sức ấy. Một người hy sinh. Cái gì đấy? Rút cái dây rốn ra hả? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Khiếp. Ê! Dây rốn đấy. À không, kia không phải là cái anh mà vừa mới. Kia không phải là cái anh mà lúc nãy chúng ta điều khiển anh em ạ. Đây là những người khác. Nhưng mà tôi vẫn chắc chắn là mình là một con người khác thôi. Chứ không, chắc là không phải là cái. Không phải là cái thằng lúc nãy đâu nhở. Tôi suýt ở một chỗ khác anh em ạ. Chúng ta được nở ra được một cái kén. Rất nhiều người đã từng nở từ kén này mà đều chết nhá. Không phải là ai cũng sống được như mình đâu. Kìa kìa. Có những kén nở ấy mà không biết là vì nó không đủ điều kiện hay là như thế nào đấy mà nó chết hết rồi. Toàn xác thôi. Tôi không biết là mình đang ở đâu. Con game này thỉnh thoảng nó cũng khung hình của nó không ổn định cho lắm. Không biết tại sao mỗi lần quay quay là cảm giác khung hình nó không ổn định cho lắm. Giờ tôi đi đâu đây?
Tôi nhìn chưa không biết là mình đang ở dưới lòng đất hay là mình đang ở, hay là mình đang ở trên hành tinh nữa, hay là mình đang nhìn lên bầu trời nữa. Không biết là đang ở mặt đất hay là đang ở dưới hang. Cái này có gió này chắc là trên mặt đất rồi. Có vẻ như hành tinh này năm xưa đã từng là kiểu quê nhà của cái tộc người ngoài hành tinh này ấy. Nhưng mà vì một cái sự cố gì đấy, một cái đại họa gì đấy mà khiến cho họ chết hết. Họ phải, sau đấy họ phải ấp những cái hậu duệ của mình ở trong những cái trứng, vừa hy vọng là sau này nở ra sẽ tiếp tục coi như sinh tồn chăng. Kinh không? Quả công trình gì kìa, nhìn trông kinh không? Trông giống cái đầu, trông giống cái đầu một con rùa. Chúng ta không sang đấy được. Rất nhiều người cũng đi đây, mình cứ đi thẳng cái xác này thôi. Rất nhiều người cố gắng để đi cái con đường này nhưng mà đều chết giữa đường. Không hiểu tại sao luôn. Có thể là bị một con này nó ăn thịt chăng? Tôi nhìn thấy ngực nghiếc của họ. Không phải, không phải bị con gì ăn thịt. Giống như kiểu chết vì kiệt sức ấy. Không biết, cứ phải đi đã. Toàn chết gục giữa đường thôi. Cố gắng đi mà không đỡ được. Cổng teleport à? Có anh nào chị nào ở đây không anh chị ơi? Cho em cái gì em uống với, em khát nước quá. Ở đây cái tòa tháp lúc nãy đây. Ơ? Thế là mình cũng sẽ lại lên cái tòa tháp đấy à? Có phải là cái tòa tháp của thằng lần trước không nhở? Của thanh niên vừa nãy không nhở? Cũng lại đến cái tòa tháp đấy này. Đấy, cái này tôi nhìn thấy nó giống kiểu cái phi thuyền ý. Ở đây có hai cái ống xả ấy này. Có lẽ nào sau này mình sẽ khởi động nó lên, nó hai cái ống xả nó xả xuống và nó bay lên trên không? Thoát, giúp mình thoát khỏi cái hành tinh lạ này không? Nếu như tôi không nhầm là chúng ta đang ở bên dưới một cái thung lũng anh em ạ. Đây này, anh em có thể có một cái bờ tường không? Có cái gờ tường ở trên nhá. Chúng ta đang ở phía dưới một cái thung lũng. Một cái thung lũng khổng lồ. Cái này không giống phi thuyền rồi. Tôi nhìn này nó giống như kiểu là một cái trung tâm nghiên cứu ấy. Một cái tòa nhà. Anh em có nhìn thấy cái đỏ đỏ này không? Tôi cảm giác như kiểu hành tinh này bị một cái, bị một cái dịch bệnh gì đấy, giống kiểu Scarlet Rot ấy. Nó khiến cho người dân trên hành tinh này chết hết. Con này công nhận, tôi không biết có phải nhận xét như thế nào về đồ họa con này nữa. Nó, cái phong cách này nó đẹp anh em ạ. Nó đẹp mà không phải là kiểu đẹp long lanh, lung linh, realistic, mà nó là đẹp theo cái kiểu kỳ lạ khó tả. Nó vừa ghê ghê tởm tởm, nó lại vừa tạo chúng ta một cái cảm giác nó hiện đại. Nó lôi cuốn ấy. Đấy, phong cách của nó rất hay, giống kiểu chúng ta nhìn, anh em xem mấy con bộ phim Alien ấy, anh em nhìn mấy con Xenomorph đúng không? Đấy, chúng ta nhìn mấy con đấy vừa thấy nó kinh nhưng mà vừa cảm thấy rất là đẹp. Đấy. Chu vào trong này rồi. Ủa ơi, con gì đấy? Có con gì? Khiếp. Con gì đấy? Con đấy là con gì? Ôi ôi, con gì trông như con thần lằn ý. Nhìn kinh lắm. Chúng nó bò kìa. Đừng bảo mày sẽ ăn thịt tao nhá. Ôi.
Chắc phải có súng có ống gì đấy để mà chơi với con đấy chứ không chịu nào. Nó bò vào trong này này. Mình đi đúng cái chỗ nó bò vào à? Kìa, trông kìa. Ôi ôi. Cái đuôi nó dài kìa. Mày ơi, đưa thịt tao nhá. Đừng nhá. Nó bò vào trong rồi. Hãy bảo với tôi đây không phải là một con quái vật mà nó là một con thú nuôi nào đấy. Hả? Tôi vừa nghe thấy tiếng. Ghê là bắt đầu kinh dị rồi đấy. Mẹ lúc nãy nó còn đỡ, bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy kinh dị rồi đấy. Bố tiên sư. Ê, cái gì đỏ lòm này. Hạt gì đây, quả gì đây. Bi rồng à. Phải có cái gì ấy đặt ở đây. Không biết. Cái này là cái gì? Không biết luôn. Phải có cái gì để đút vào đây anh em ạ. Giống kiểu chúng ta cần một cái khẩu súng. Đút vào đây thì mới được. Thì mới điều khiển cái này được. Chắc phải đi kiếm cái khẩu súng. Tôi đoán thế. Game không có một tí chỉ dẫn nào luôn. Chỉ có đi mò. Kiểu mày không mò được kệ mày ấy. Không có gợi ý gợi oét gì. Đây rồi. Đây rồi, cái gì đây? À, anh này có súng rồi. Ui, khiếp dụ cả đầu luôn ạ. Bọn người ngoài hành tinh này nó không có xưa anh em ạ. Nó chết là người nó cứ thế này thôi. Chứ nó không giống như loài người chúng ta. Đây này. Ôi, bây giờ tôi mới nhìn thấy mình cái này. Đấy. Không giống loài người chúng ta là có xương bên trong, chúng ta chết một khoảng thời gian là sẽ kiểu bị thối rữa ấy, chỉ còn xương ấy. Bọn này vẫn còn cơ thể mà nó khô đét đi. Rồi sao, cái này là cái gì? Ô, được rồi. Ô, được rồi. Rồi, ngon rồi. Tìm thôi anh em ạ. Tìm đúng cái chỗ để cái kia nó xiên vào thôi. Rồi sao? Cửa này được rồi hả? Được đéo đâu. Chắc là mang lại cái chỗ kia đấy. Mang lại cái chỗ lúc nãy. Ủa, đường này vào đâu đây? Kẹt đường rồi. Chắc là quay lại cái chỗ lúc nãy. Tinh 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 tinh. Rồi. Nhét cái súng nó vào trong này. Chuẩn chưa? À, rồi. Gơm khiếp. Ui, nó rụng luôn một cái kia. Cái này giống kiểu cái cây ấy nhở. Tôi nhìn nó có giống kiểu cái nụ. Cái nụ 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 của một cái hoa gì đấy ấy. Cơ cấu cơ kiếp khó hiểu. Ơ à, che lại rồi. Phải cần có một cái gì đấy lắp vào đây để giữ cái kia nó không nó không gì à?
không được anh em ạ. Từ từ lại. Không được. Mình rút cái này ra là cái kia nó rụt lại luôn. Chịu rồi. Tạm thời thế đã. Ít nhất là mình cũng mở được cái chỗ này rồi. Thang máy nhá. Ngon, từ từ đi đã. Đi một vòng xem có cái vẹo gì không đã. Không có gì, rồi. Lên thang máy đi. Con này tôi đọc ở trong cái mô tả của nó, nó còn thuộc cái thể loại là 18 cộng anh em nhé. Cái game này 18 cộng kéo. Người ngoài hành tinh 18 cộng 18 kéo cái gì nhỉ. Ui đấy, con đấy đấy, lại con đấy đấy. Từ ra đây xem có vũ khí nào không. Anh ơi cấp cho em vũ khí gì đấy anh ơi. Em không đánh mấy con đấy đâu, nhìn nó kinh lắm. Nói đâu rồi. Đây là cái gì? À, điều khiển. Ôi dồi, kinh không? Tạo đường đi thế chứ mẹ, công nghệ gớm phết. Ghê đấy. Công nghệ đường đi như sinh vật sống luôn. Rồi, cắm khẩu A lại mở như lúc nãy thôi. Mấy cái kia nó còn chạy là sao? Phải chọc đúng nhá. Ơi. Ơi. Mày ơi. Trượt rồi. Đây anh em ạ. Không phải, phải trượt là sao, lại. Mày này. Thay. Xem mấy kia nó dừng lại là rồi, ok. Nhìn thấy rồi. Không phải, chưa được. Chúng đi con. Tiếp. Nhìn thấy rồi. Chỗ này này. Một sọc. Chuẩn chưa? Tôi lấy được hai cái ánh sáng rồi anh em ạ. Mục tiêu của mình chắc là phải lấy đủ 3 hay đủ 4 cái gì đấy. Tôi lấy được 2 cái thôi. Cái gì đấy? À. Anh lùi xuống một bên để em làm việc cái. Tay mình không có cái gì rồi. Tay mình chưa có cái hidden blade. Hiểu. Phải có hidden blade cơ thì mới điều khiển cái này được. Rồi tạm thời đi xuống đã. Tìm đường đến chỗ hidden blade đã. Lúc nãy mình đi cái đường đéo nào nhỉ? Anh còn nhớ vậy là cái đường nào tôi nối sang đây không? Kệ đi. Đi bừa. Đường này kẹt rồi. Không đi được. Mình dùng đường khác thủy. Đường này kẹt rồi. Đường này xem nào.
quạt gió à? Ấy, còn đấy đấy. Mày đi từ từ thôi, đợi tao cái. Nó chạy thế là mình cứ đi theo nó là đúng đường đấy. Ui, phá lại cái gì đây? À, lại là mấy cái quả lúc nãy này. Ấy, cái này nó giống với cây lúc nãy mà chúng ta nhìn thấy đấy. Mẹ gì đây? Mấy mà... À, thế này là chúng ta phải ngăn ngừng cái quạt này lại rồi. Rút nó ra. Rồi. Rút dây quạt. Ok, thank you. Rút dây này. Ok, thank you. Ngon nghẻ lung. Ôi ôi anh ơi, tôi khiếp. Ui mẹ. Nào. Ôi. Vãi. Nó cuộn người mình ạ. Ôi. Ôi giời ơi. Ê. Làm gì tôi đây? Ồ. Nó nhập vào người mình à? Thế điếu nào? Con này nó cuốn vào người tôi anh em ạ. Nhập mẹ vào người mình rồi. Ghê vai. Game bố đời vai. Nhưng mà thế là sao? Không hiểu lắm. Nó nhập vào người tôi làm gì? Bây giờ mình đang dùng cái đuôi của nó đấy. Tay mình đang cầm cái kia là cầm cái đuôi của nó đấy. Chính là cái khẩu súng lúc nãy luôn đấy. Ơ này, có lẽ nào là cái... Hay là cái con vừa rồi chính là cái thằng lúc nãy mình chơi không? Lẽ nào? Hay là khi là anh đấy? Chắc là không phải đâu. Nhưng mà khẩu súng này chính là khẩu súng lúc nãy anh đấy cầm mà. Chắc là không đến nỗi như vậy đâu. Xuống đi đường khác đã. Nó cho mình cái này ra để chiến đấu gì đấy đã. Quạt này dừng rồi. À, đi đường bên kia. Ồ, không phải. Nó dừng cái quạt này là phải có một cái công dụng gì đấy chứ. Đi thử cái này xem nào. Cứ tưởng là phải đánh nhau với cả cái con thằn lằn đấy. Hóa ra lại khắc nhập khắc xuất này. Ngon quá. Dùng cái súng này cắm vào lỗ này đúng không? Ô không phải anh em ạ. Không phải. Không phải. Đi đường khác. Đường này mình đi rồi. Lúc nãy là mình cắm sang cái đường này sang đây đúng không? Đường giữa thì bị chặn đúng không? Thế chỉ còn đường này thôi chứ còn gì còn đường nào nữa? Ơ, đường này là đường nãy mình vào mà. Ờ nhưng mà có khẩu súng này, từ có khẩu súng này đi xuống dưới này liệu có gì khắc bọt được không? Đây, cắm cái này vào đây. Nãy là mình có đủ được cả hai cái sáng rồi đúng không? À đấy, đủ được hai cái sáng rồi kìa. Tức là mình phải đủ được ba cái sáng rồi.
Phải đủ được 3 cái sáng rồi. Còn một cái sáng nữa lấy ở đâu nhỉ? Lúc nãy là chúng ta lấy một cái ở đây. Thế chắc là chỉ có trong đường kia thôi, làm quái có chỗ nào nữa. Nó cho mình cái súng này là chắc chắn phải dùng để bắn cái gì đấy. Phải dùng để bắn. Không, đường này là đường vào thôi. Không phải. Chắc chắn phải quay lại cái chỗ kia rồi. Để tôi coi lại cái đường nãy xem. Đường nãy chắc là mình bỏ lỡ chỗ nào đấy chăng chứ. Ten. Lên cái anh à. Chu vào đây. Rồi, xem nào. Lại xem nào. Lúc nãy là tôi đi ở bên này à? Từ, thử cái đường giữa xem nhá. Có khi nó là cái đường ở trong chỗ ấy quạt đấy. Tôi nghĩ nó liên quan gì đấy trong chỗ ấy quạt đấy thôi. Đúng rồi, chỗ ấy quạt đây rồi. Mình vòng qua đây. Vòng xuống đây. Nãy là đi ra cái đường này để tắt quạt đúng không? Đây, lúc nãy là mình giật cái kia. Nãy là tôi vào đây tôi giật cái này. Bây giờ tôi, nếu tôi không nhầm là mình phải tìm cái Hidden Blade. Ừ, phải tìm chỗ nào đấy để mình lấy được cái Hidden Blade. Lại. Ở đấy, có đường đây mà. Mẹ, chui về cái quạt gà thế. Biết ngay mà. Mình tắt cái quạt nó phải được cái gì đấy chứ. Đấy. Lấy thêm một cái cục ở đây nữa rồi. Đây. Một cái. Một. Rồi. Đây. Lượt sau. Xin cái. Đây. Ấy, không phải. Xin cái. Rồi. Đủ 3 chấm rồi. Chấm 3 đú đủ 3 chấm. Gì đây? À, chỗ này để lấy Hidden Blade đây. Đây.
lấy Hidden Blade đây. Trời ơi, có Hidden Blade mình mới chọc vào cái chỗ. Rồi. Nãy có cái chỗ nào phải chọc cái Hidden Blade nhỉ? À, tôi nhớ cái chỗ mà chọc Hidden Blade rồi. Nhớ chỗ đấy rồi. Cái này là quay lại dưới tầng này đấy. Đi rồi lại. Ở đây mình đủ 3 cái rồi mà tôi cứ lên tôi phải chọc cái Hidden Blade phát đã, xem nó có cái, xem là nó có cái công dụng gì đã. Chứ còn ở đây thì mình cũng đủ 3 cái kia rồi, 3 cái trắng trắng rồi. Mà chọc cái Hidden Blade vào luôn đi, xem có công dụng gì. Chỗ cái xác mà lúc nãy chúng ta gạt một cái thanh niên ra đấy. Ở đây có một cái lỗ để chọc vào. Tinh. Cái nào nhỉ? Khổ. Như cái nào với cái nào? Phải cái này không? Rồi. Đấy, Hidden Blade vào đây. Gì đấy? Hình như là xóa. Hình như mà mình làm như này là cái. Đây, dọn hết mấy cái xác người đi. Mình mới đi vào cái đường đấy được. Nó là axit đấy. Cái đây là tưới axit. Rồi. Nhìn xanh xanh cái tưởng cái gì. Rồi. Mở được cái đường đấy. Biết ngay mà. Chắc chắn là cái Hidden Blade phải có tác dụng gì đấy. Rồi, để cho tao sang đây phát. Đây là đâu? Tôi là ai? À, đây! Cái chỗ lấy cái thứ tư! Một! Hai! Nó ở đây đúng không? Thế nào? Đúng chưa? Rồi. 4 cục rồi. Chỗ đấy là còn phải đoán anh em ạ. May mà tôi chơi giỏi. 4 cục bây giờ mình mới mang xuống. Chỗ kia là yêu cầu phải có đủ 4 cục. Bảo sao?
Không, nó yêu cầu mình vào đây làm điêu. Hết đường nào nhỉ? Thú thật với anh em, quên bố đường. Nhớ nhớ đường nào là đường đi xuống cái chỗ lúc nãy luôn. À, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Đây. Rồi. Cắm đầu vào đây cho tao. 4 cái đúng không? Đừng có bảo lại có 5 cái nhá. Đúng 4 cái rồi. Xôi ôi. Ây da. Ủa. Cái gì đấy? Cái đấy là cái gì? Là sao? Để tôi coi lại cái đường nãy xem. Đường nãy chắc là mình bỏ lỡ chỗ nào đấy chăng chứ. Ten 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 ten. Lên cái anh à. Chu vào đây. Rồi, xem nào. Lại xem nào. Lúc nãy là tôi đi ở bên này à? Từ, thử cái đường giữa xem nhá. Có khi nó là cái đường ở trong chỗ ấy quạt đấy. Tôi nghĩ nó liên quan gì đấy trong chỗ ấy quạt đấy thôi. Đúng rồi, chỗ ấy quạt đây rồi. Mình vòng qua đây. Vòng xuống đây. Nãy là đi ra cái đường này để tắt quạt đúng không? Đây, lúc nãy là mình giật cái kia. Lúc nãy là tôi vào đây tôi giật cái này. Bây giờ tôi, nếu tôi không nhầm, là mình phải tìm cái Hidden Blade. Ừ, phải tìm chỗ nào đấy để mình lấy được cái Hidden Blade. Đường đây mà. Mẹ, chui về cái quạt gà thế. Biết ngay mà. Mình tắt cái quạt nó phải được cái gì đấy chứ. Đấy. Lấy thêm một cái cục ở đây nữa rồi. Đây. Cổ cái. Một. Rồi. Đây. Lượt sau. Xin cái. Đây. Ấy, không phải. Xin cái. Rồi. Đủ 3 chấm rồi. Chấm 3 đú đủ 3 chấm. Gì đây? À,
chỗ này để lên Hidden Blade đây. Đấy, lấy Hidden Blade đây. Trời ơi, có Hidden Blade mình mới chọc vào cái chỗ. Rồi, nãy có cái chỗ nào phải chọc Hidden Blade nhỉ? À, tôi nhớ cái chỗ mà chọc Hidden Blade rồi. Nhớ chỗ đấy rồi. Cái này là quay lại dưới tầng này đấy. Đi rồi. Lại. Ở đây mình đủ 3 cái rồi mà tôi cứ lên tôi phải chọc cái Hidden Blade phát đã, xem là nó có cái công dụng gì đã. Chứ còn ở đây thì mình cũng đủ 3 cái kia rồi. 3 cái trắng trắng rồi. Mà chọc cái Hidden Blade vào luôn đi, xem có công dụng gì. Chỗ cái xác mà lúc nãy chúng ta gạt một cái thanh niên ra đấy. Ở đây có một cái lỗ để chọc vào. Tinh cái nào nhỉ? Khổ, như cái nào với cái nào? Phải cái này không? Rồi. Đấy, Hidden Blade vào đây. Đấy. Hình như là xóa. Hình như mà mình làm như này là cái. Đây, dọn hết mấy cái xác người đi. Mình mới đi vào cái đường đấy được. Nó là axit đấy. Cái đây là tưới axit. Rồi, nhìn xanh xanh cứ tưởng cái gì. Rồi, mở được cái đường đấy. Biết ngay mà. Chắc chắn là cái Hidden Blade nó phải có tác dụng gì đấy. Rồi, cho tao sang đây phát. Đây là đâu? Tôi là ai? À, đây! Cái chỗ lấy cái thứ tư! Một! Hai! Ở đây đúng không? Thế nào? Đúng chưa? Rồi, 4 cục rồi. Chỗ đấy là còn phải đoán anh em ạ. May mà tôi chơi giỏi. 4 cục bây giờ mình mới mang xuống.
Chỗ kia là yêu cầu phải có đủ 4 cục. Bảo sao? Không, nó yêu cầu mình vào đây làm điêu. Hết đường nào nhỉ? Đúng thật với anh em, quên bố đường. Nhớ nhớ đường nào là đường đi xuống cái chỗ lúc nãy luôn. À đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Đây. Rồi. Cắm đầu vào đây cho tao. 4 cái đúng không? Đừng có bảo lại có 5 cái nhá. Đúng 4 cái thôi. Xôi ôi. Ây da. Ủa. Cái gì đấy? Cái đấy là cái gì? Là sao? Ôi ôi. Gì đấy? À cái này là phải đưa làm sao cho. Không phải cái này rồi. Đầu tiên tôi nghĩ là mình nên chọc xuống dưới này trước thì hơn. Rồi. Không lên cái này. Đúng chưa? Xuống cái này. Đúng chưa? Rồi. Từ từ. Từ 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 từ. Nó lấy kia ra nhỉ? Rồi. Được rồi. Lên đi. Lại bảo không được đi. Rồi cũng được rồi anh em ơi. Khốn khổ khốn nạn. Đời tôi cô liêu. Rồi. Lại bảo không được. Giờ giật cái này ra hả? Ây à, súng mới à? Súng mới, súng mới, súng mới, súng mới. Mà tôi cũng chả biết nên gọi đây là súng hay là cái gì nữa. Ui, đây là cái gì đấy? Anh em nào mà bị chứng sợ lỗ nhìn chắc. Ui, thằng nào đấy? Anh nào đấy? Em chào anh. Khổ lâu lắm mới gặp được bạn. Ui, đeo nào. Ồ. Ui, dậy anh ơi. Khổ. Cố gắng dậy anh ơi. Lâu lắm mới gặp được một anh bạn, cảm thấy cho đỡ cô đơn. Ôi, chết rồi. Dậy mày ơi. Dậy. Khốn nạn, mày có dậy không? Khổ quá. Còn anh nào kén này ra nữa không? Ra được một anh kén. Ở bên này còn mấy kén nữa mà. Bây giờ làm gì đây? Làm gì đấy? À, quay ra đây giật 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 cái này nữa. Ơ? Không có à? Có chỗ nào để phá cái này ra không? Mày có ra cho tao không? Anh ơi, còn anh nào còn sống không ra nốt đây anh ơi. Mẹ. Cái lúc nãy, vũ khí lúc nãy là mình làm cái gì vậy? Anh em cho tôi hỏi khí không phải. À từ từ. Còn một cái chỗ nào đấy để cắm mấy kia vào. Đúng rồi. Ngoài đường này tôi nhớ là còn một cái chỗ. À,
khóa điều khiển từ xa. Ấy, mẹo kinh đấy chứ. Ủa? Thế lại thông ra đây à? À không, đường khác rồi. Tự nhiên nhạc lên vậy. Thầy ơi, cứ cái nào mà có dấu hiệu giống cái này là mình sẽ mở khóa được. Thang máy. Game máy phết. Nó không cần phải có hướng dẫn gì cho mình cả. Nhưng mà cứ dần dần mình dần dần quen với cả nhịp điệu của game này là mình sẽ có thể giải đố được. Những câu đố của nó không đến mức độ quá khó, tức là phải ngồi đến cả tiếng đồng hồ mới giải được. Gì đấy? Ơ? Cái con kia tách khỏi người tôi rồi. Sao đấy? Con này nó nếu làm trò gì đấy? Nè, thải con nhện này vào đây. Ây à, ui dồi ôi, kinh không? À, kinh quá nhở. Tôi chẳng biết đó là cái gì. Con game này chúng ta cứ đi từ cái kỳ lạ này đến kỳ lạ khác. Thôi, tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi anh em ạ. Một con game rất hay và tôi sẽ còn chơi tiếp. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và chúc anh em mọi việc có thể nói là vạn sự như ý. Bye bye, see you again. Bye bye anh em. Bye bye.